Rồi mình chào anh em nha. Thì chào mừng anh em đến với vlog của mình ha. Thì vlog hôm nay thì mình có nhận một cái cam để mà thay cái mặt đạn này nha anh em. Đó. Nó quá gơ luôn, cam này cam của chiếc Sigma nha anh em. Cái khâu nó nói chung là mình đóng nó ra cứng lắm nha anh em. Nó nhiều khi mình đóng cứng quá thì nó cái mặt đạn này nó bể luôn, thì mình lấy cái trồng ra nó cũng hơi khó nha anh em. Nó vì vậy hôm nay mình sẽ chế cái cảo cái khâu này ra nha anh em. Cảo cái khâu cam này ra ha, thì sẵn quay cho anh em xem tham khảo luôn nha anh em. Nó không riêng cây cúc cam này mà bây giờ có cúc cam của quay x-110 anh em, thì đa số nó dễ hư cái mặt đạn bự nè anh em. Thì nhiều khi cúc cam đó nói chung là phải có máy ép hoặc là mình ép máy ra nha anh em, còn ngoài ra mình đóng thì nó rất cứng nha, hoặc nó bị tà đây thì vậy anh em về gấp vô phải mài, nói chung là nó cực lắm ha. Hôm nay mình sẽ chế cảo quay cho anh em tham khảo luôn ha, thì để mình đóng ra cho anh em xem ha. Nó rất nặng luôn anh em. Đóng búa là búa lớn nha, 2 kg. Nó không nhóm luôn anh em ơi. Nhưng mà để mình chế cái cảo, mình cảo xem thử thế nào nha anh em. Đó thì mình chế cảo thì mình sử dụng cái khúc sắt vuông nha anh em. Sắt vuông 20 ha. Rồi, cái khúc sắt này thì mình có thể mình chế một hoặc là ba cái cảo tên này nha anh em, tùy loại cái cúp cam cái lỗ nó khác nhau anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chế, mình sẽ cảo cái này ra cho anh em xem nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt vô mình cảo ra cho thử cho các bạn xem ha. Thôi cái nó ra hay không hay là nó nặng thế nào nha các bạn. Thì đây là hai con ốc 6 ly 3, mình sẽ dặn hai bên. Này ốc này mình sử dụng ốc inox nha các bạn. 6 ly 3 ha, mình dặn vừa cứng tay. Ok, thì ở trong phần này nó có cái lỗ con đó các bạn. Thì các bạn có thể sử dụng viên bi nha các bạn. Đây, mình sẽ bỏ viên bi vô. Rồi, mình sẽ dặn cái con ốc 8 ly 5 vô nha các bạn. Thì mình có thể sử dụng ito kẹp mình dặn ra cho nó nhẹ nhàng nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lên ito kẹp vô cái ito nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dặn ra nha. Dặn vô trước, dặn vô cho nó ép cái lực do cái cúc cam nó chạy ra các bạn. Đây quay xuống đây nè, quay này coi cam cho nó chạy ra không. Đó nó ra nha các bạn. Dặn cảm giác cái tay mình là chắc đạn cho nó ra nha các bạn, ra cái câu á. Nó ra cái cốc là nó rất nhẹ nhàng luôn các bạn ơi. Mình chỉ tốn cái công chút xíu, mình chế ba cái lỗ này mình dặn nó thoải mái nha các bạn, nó không có bị lả đầu về về anh em nhiều khi gáp vô bực bội ha. Nhiều khi mình đóng nó thì nhiều khi cái mặt đạn dưới đây nè các bạn, nó bị bẻ cái diện này thì mình lấy ra cũng hơi cực đó nha. Đó, anh em chưa có cái cảo thứ về thì anh em có thể chế cho mình cái ha. Đó, mình lấy viên bi ra các bạn. Đó, vậy thì chúng ta có thể đóng mặt đạn ra rất dễ dàng các bạn. Rồi giờ mình sẽ đóng mặt đạn ra, mình thay vô luôn. Giờ mình sẽ đóng cái mặt đạn ra nha các bạn. Thì mặt đạn khi mình đã lấy cái khâu ra rồi thì nói chung là nó rất nhẹ nha các bạn. Đó, mình đóng rất nhẹ luôn ha. Đó, bây giờ mình sẽ thay cái mặt đạn mới vô nha các bạn. 6003 các bạn. Đó, thì cái này mình sẽ lấy ra, lấy cái khâu ra. Thì cái khâu này hai cái lỗ nó nằm ngang nha các bạn. Hai cái lỗ nó nằm ngang ha, còn cái cúc cam của Voyager các bạn thì cái lỗ nó nằm ngang, nhưng mà các bạn để hai cái gói nằm dưới vậy ha, thì nó ở trên nó có cái gờ nằm giữa trên ha. Đó. Thì giờ mình sẽ đóng cái mặt đạn vô nha các bạn. Đây, đạn đây. Để đây ha. Đây nè các bạn, cái khâu này thì nó sẽ nằm ngang ha. Mình sẽ để hai cái gối cho nó định tâm xuống như này các bạn. Đó, mình để định tâm đi, mình sẽ cho cái này là nó nằm ngang vậy nha các bạn. Nó nằm ngang vậy nhưng mà các bạn nhích mấy bên tay phải các bạn nhẹ xuống cái cũng được cho nó ngang nha các bạn. Rồi mình sẽ lên đây mình cầm cho nó dễ. Đó, thì bây giờ mình sẽ để trên cái máy này nè các bạn. Đó, mình để hai cái gối mình tay mình để ở giữa các bạn. Đó, nó chịu hai cái gối ha. Mình sẽ để cái khâu vô là nó ngang nha các bạn. Nó ngang hoặc là mấy bên tay phải nè, hơi xuống chút xíu thôi các bạn. Mấy bên đây mà nó cao lên là cam chạm không được ha. Rồi bây giờ mình xuống mình sẽ đóng vô nha các bạn. Rồi mình đóng vô nha các bạn. Mình sẽ dùng cái ống này mình đóng vô ha. Đó, khi nó đã sát rồi mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa nha các bạn, coi nó có bị xê dịch không ha. Rồi mình có thể mình sử dụng khúc sắt vuông cái gá này mình làm điểm tựa cây cam để mình canh hai cái lỗ nó không đâm nha các bạn. Đó, thì mình sẽ để cây cúc cam lên, do đây nó mặt đạn hơi cấn các bạn, có thể cái đóng mặt đạn ra nhưng mà mình để cái điểm tựa cái này lên cái cúc cam các bạn, lên cái sắt vuông này thì mình sẽ xem thế nào ha. Đó, mình sẽ đè nó xuống như các bạn. Đó, các bạn xem ha, cái lỗ ốc cam và lỗ ốc cam ở đây nó ngang nhau nha các bạn, nó ngang nhau ha, ngang nhau với các bạn so sánh với cây C với cái sắt vuông này ha, cái gói điểm tựa bằng nhau. Đó, thứ hai nữa là các bạn có thể nhích cái lỗ cam ở đây xuống một tí nha, cũng vẫn được ha, nhẹ thôi. Còn nếu bên đây nó cao lên quá là cam chạm không được nha các bạn. Các bạn đóng như vậy là có thể gáp vô là chạy ok ha. Còn đối với những cây cam quay 110 các bạn thì ở trên đây nó có cái gờ, thì gờ nằm trên nha các bạn, thì cũng tương tự giống cây cam này thôi các bạn. Đó, thì mình cũng làm cái gá, mình chia sẻ cho anh em cái mẹo nhỏ để anh em làm cho nó nhanh ha, nhanh mà nó làm nó ok nha các bạn. Thì mình thay cái mặt đạn này nó rất tiện luôn, anh em có thể tháo ra. Nói chung là đa số những chiếc xe quay 110 đa số là nó mặt đạn các bạn. Đó, hoặc là Atila đó các bạn, nó hay bể các bạn này nè các bạn, nó bị lọt ha. Thì anh em ở nhà anh em có thể bắt bệnh để anh em tháo ra, anh em lấy cảo ra anh em thay vô nhẹ nhàng ha. Rồi chúc anh em làm thành công nha anh em. Rồi mến chào anh em ha, hẹn anh em video sau của mình nha.